đại chúng á, mình thờ ông thần tài, ông thổ địa đó, không phải là thờ cái ông đó để ông phù hộ cho mình trúng số, không phải thờ cái ông đó ông phù hộ cho mình có tiền. Tại vì mình thờ ổng mà mình trúng số, mình có tiền á, thì cái ông mà làm ra cái tượng nó phải trúng số trước. Cái ông mà cái hãng mà nó làm ra cái tượng đó, nó cũng bán từng cái tượng để cho mình thỉnh về mình thờ. Họ sống nhờ mình, họ sống nhờ mình đi bán mấy cái tượng đó. Mình chỉ đem về mình thờ thôi mà trúng số có tiền làm sao đúng. Vậy thì thờ thần tài thổ địa, đó là quan niệm của người Trung Hoa. Nhưng đạo Phật lấy cái ánh sáng của đạo Phật soi vào cái ý nghĩa cúng đó, thờ đó. Thổ địa là ai? Thổ địa là tâm mình. Thần tài là ai? Chính là mình. Mình có tiền không? Có. Biết xài tiền là thần tài, không biết xài tiền thì không phải là thần tài. Như vậy thì thường thường người ta nói là thổ sanh kim, ở trong lòng đất có cái gì? Có vàng. Cho nên hai cái nó phải thờ chung với nhau. Thổ địa là ông đất, thế ông thần tài là vàng của, mà trong lòng đất có tiền của, trong tâm mình có tiền của. Cho nên tiền của là do mình tạo và cũng do mình giữ. Mình không biết giữ thì tiền nó bay, đất nó cũng bán được. Còn mình biết giữ thì thổ sanh kim, trong lòng đất này sanh tiền của. Người có tiền của biết giữ. Quý vị đọc lịch sử mấy cái ông mà tỷ phú coi, ít có ông nào mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ lắm. Phần lớn là mấy ông đó là từ những người nghèo khổ, có hai đồng bạc làm vốn mà, vậy mà sau này thành tỷ phú. Có những ông phải đi lượm ve chai, vậy thì ông đó là ai? Là thần tài đó. Thấy không? Ông là thần tài chứ ông biết giữ tiền, ông là thành tỷ phú. Còn mình thờ thần tài mà không biết giữ tiền, thờ 10 ông 10 gốc tiền cũng bay như thường. Hỏi thờ ở đâu? Thờ ngay cửa, để ông ngó chừng được cho mình. Mình thờ mà mình không có biết ý nghĩa. Cho người đời ấy, là người ta quan niệm rất đơn giản là thờ để có tiền của. Nhưng với cái nhìn của đạo Phật, anh thờ cái gì cũng vậy hết. Anh không có được cái sự nhìn nhận tu tập ở trong cái thờ đó, thì cái thờ đó nó không mang lại cho mình được cái sự học hỏi. Làm là để học hỏi. Cho nên trong này có một câu hỏi đó. Thầy, nếu thầy nghĩ là không cần thiết thờ thần tài thổ địa thì nên dẹp bàn thờ thổ địa không? Nếu mình chưa thờ thì khỏi thờ, còn nếu mình đã thờ rồi thì thôi giữ đi. Nhưng bây giờ mình hiểu được ý nghĩa của sự việc thờ thần tài thổ địa rồi thì cái việc thờ đó nó không có gì trở ngại hết. Ở đây chúng ta không phải thích thì bày ra, không thích thì dẹp. Mình không làm vậy. Mình có chánh kiến, nếu mình mua cái nhà mới mình bắt đầu lập bàn thờ thì thôi ngay từ đầu khỏi thờ, tại mình hiểu rồi, không cần thiết. Còn nếu mình đã lỡ thờ rồi thì cứ giữ đó thờ, nhưng hiểu được ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Cho nên mua vé số cứ cất bình thường, không cần nhét dưới cái tượng của ổng. Trời ơi, ai đi mua Six 49 về ông xếp để với ông thần tài á, để ông thổ địa rồi dở lưu hương ổng cất ở dưới nữa mà vẫn trật như thường, bị ổng có mở ra coi đâu mà ổng cho trúng. Ổng mà mở ra mà coi được là mình chạy rồi, không ở dám nhà ở nhà ở đâu. Mình đâu có nói ông thần tài ông linh, mình nói nhà có ma. Có một câu hỏi kỳ rồi, kỳ trước Pháp Hòa cũng giải thích đó. Mình thờ Quan Âm cũng vậy. Rồi có một vị hỏi, bây giờ con đang thờ tượng ngồi nè, rồi ông thầy kia ông tới ông nói đừng thờ tượng ngồi, phải thờ tượng đứng, vậy con có nên đổi không? Rồi bây giờ mình đổi cái tượng đứng vô đó, rồi mai mốt ông thầy khác ông tới, tại sao thờ tượng đứng nên đổi tượng ngồi? Cái mình bưng bà đứng xuống mình để bà ngồi. Nên tâm mình không yên thì Phật trời cũng không yên theo mình. Cho nên là thưa, không cần thiết cái chuyện đó. Có một Phật tử đi chùa, ngồi đau chân, lên trên ghế ngồi dựa lưng. Có một sư cô đi ngang nói dựa lưng là tội. Sư cô nào cũng rảnh ghê à. Không nghe ông Phật nào cũng nói vụ này hết rồi, nghe sư cô không à.
Thưa đại chúng á, cái hiểu như vậy nè cũng là một loại hiểu tà kiến đó. Mắc cái gì có tường mà không giữa, mà người ta đau lưng chứ. Thật sự ra một cái câu nói là tội, mình nói một cách nói mà không có một cái lý lẽ gì hết, rồi hóa ra biến đạo Phật thành một cái đạo mà chuyên môn đi bắt tội. Cái gì cũng tội hết á. Đâu phải vậy. Đạo Phật là đạo tỉnh giác, nói cái gì nó phải có lý lẽ, make sense. Còn mình nói cái chuyện nó không có lý lẽ gì hết mà cũng tin thì như vậy đó. Tất cả những dạng tin như vậy nó gom vô một cái nhóm gọi là tà kiến hết. Tà kiến là gì? Nghĩa là những cái thấy biết sai lệch. Ví dụ như không ăn đồ cúng là một tà kiến. Hỏi tại sao không ăn đồ cúng? Nó ăn đồ cúng ngu. Trời ơi, đưa thử chén yến rồi dám đổ không? Thật sự ra cứ ăn bình thường, không có gì mà ngu hết trơn trong đó. Rồi hỏi là mình nói là tại vì tôi thọ tới giới Bồ Tát rồi, tôi tu cao rồi, tôi ăn cái đồ cúng đó đó là mấy cái dông mắc tội. Dông nào không tội mà thấy mình tội nè, mình không ăn mình đem đổ. Thành thử ra có một lần mấy Phật tử nói cái này cúng rồi thầy có ăn không? Cái Pháp Hòa mới nói bình thường quý vị đưa, quý vị cũng nói dạ con cúng thầy mà. Khổ, đem đôi vớ lên cũng cúng thầy, đem cái ly lên cũng cúng thầy. Thì bây giờ có thức ăn thì cứ cúng thầy, cúng là thầy ăn, không có sợ gì hết. Bạn con nói với con là không được rửa chén sau khi ăn cơm chiều vì sợ động. Giờ đó là giờ ngạ quỷ gì đó, giống như kiểu quý thầy. Thật xưa đại chúng á, đây là ngày xưa ở trong chùa đó, không có cho rửa chén buổi chiều. Nhưng mà nói như vậy á, không phải, đó là một cái ý nghĩa để nhắc nhở tất cả người tu, mình làm cái gì cũng làm trong chánh niệm. Ví dụ mình rửa chén thì mình phải sắp xếp chén dĩa cho nó ngay ngắn. Ví dụ mình đũa muỗng vô một cái rổ, tô chén mình sắp thứ lớp chứ không có đổ vô xưng một cách tạp, cao thấp nhỏ lớn nó một ngổn ngang như một cái núi, cũng không rửa được. Mà khi mình rút cái này ra thì cái kia nó rớt xuống, nó bể, nó ồn, nó mất đi cái sự yên tĩnh, và đồng thời nó nói lên được cái bê bối của mình không có biết sắp xếp khi mình dọn rửa. Cho nên các vị mới đề ra cái nghĩa là đừng có làm ồn, làm động á, ngạ quỷ á. Những cái loài quỷ đói đó, họ nghe cái tiếng ồn họ tưởng đâu là có thức ăn, họ ngóc cổ họ dậy thì họ bị đứt cổ họ chết, mình mang tội. Vì vậy cho nên ở trong chùa buổi chiều á, làm cái gì cũng từ tốn. Mà nói như vậy là buổi sáng xả vàng sao? Lúc nào cũng giống nhau thôi, trưa chiều gì, làm việc gì cũng làm trong cái từ tốn ngăn nắp. Cái tô bay lớn như nè, mà để nguyên cái mâm lên thì làm sao mà nó vững được? Hoặc là một cái tô nó đang trên bên này, mình bưng nguyên một cái mâm mà chén dĩa mình để lên thì nó không vững, nó nhào xuống, nó đổ, nó bể, nó ồn ào mà nó bể. Thành thử ra tất cả mọi cái việc làm chúng ta phải có cái sự quan tâm, để ý, để cho sự việc nó được tốt. Thế thôi. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm về tương quan, về nghiệp báo giữa đạo Phật và một vài đạo giáo khác. Đức Phật dạy trên đời thiện nghiệp, nghiệp báo sẽ theo người đó.
Như vậy nghiệp lực này có áp dụng ảnh hưởng gì đối những người không phải đạo Phật không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ví dụ bây giờ mình đạo Phật, mình nghe nói chữ nghiệp, rồi nghiệp báo, nhân quả. Rồi bây giờ những người ta không theo đạo Phật, người ta không có tin vô đạo Phật, người ta có bị người ảnh hưởng gì không? Câu hỏi là vậy đó. Thưa đại chúng, nhân quả không phải do Đức Phật chế, nghiệp báo cũng không phải do Đức Phật chế. Đức Phật không có chế cái gì hết á. Nhân quả là một sự thật ở trong cõi đời này, nhưng bởi vì chúng ta sống mà chúng ta không thấy được cái đạo lý của nhân quả, thì Đức Phật là người chỉ rõ, nói rành để cho chúng ta thấy được cái đó. Nếu chúng ta sợ cái sai, cái quả xấu thì chúng ta sửa nó đi, mà không luận là Phật hay không Phật. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái anh đó đó, không cần biết anh đạo gì, anh đi ra đường anh đánh người ta, anh có mắc, anh có bị người ta bắt không? Anh đi ăn cắp ăn trộm người ta có bị người ta bắt không? Anh giết người có phải anh có bị ở tù không? Bây giờ ví dụ một cái người đó họ đạo Phật, họ đạo Phật dữ lắm, họ tu dữ lắm, do một cơn nóng giận họ cầm dao họ giết người, thì cũng không có thể nói anh này đạo Phật miễn nhân quả. Không cần biết anh đạo gì, anh sống ở đời mà anh làm việc xấu, anh phải trả cái quả xấu. Anh làm việc thiện, anh sẽ được hưởng cái điều thiện. Nhân quả là luật chung, chứ không phải cho một tín đồ nào cả. Cho nên bây giờ cái người đó họ đạo gì cũng biết, họ là không tin Phật, không biết gì, nhưng mà họ sống bằng cái nhân thiện thì cái quả thiện họ hưởng. Cho nên nhân quả, nhân là gì? Nhân là những cái gì chúng ta làm, còn quả là những cái gì chúng ta hưởng, chúng ta nhận. Và giữa nhân quả là nó có cái gì? Có cái duyên. Duyên là gì? Là những điều kiện giúp cho cái nhân quả này, cái nhân này nó sinh tốt. Ví dụ như mình tức một cái người nào đó, mình tới mình nói cho người khác nghe, cái người đó họ tạo duyên thêm nè. Thấy chưa? Giờ bà sáng mắt chưa? Tôi nói rồi bà không tin, con nhỏ này xài không vô. Thì cái người đó họ tăng cái cơn giận họ lên. Tại sao? Vì mình tạo, mình tăng cái duyên. Cái duyên là điều kiện, mình làm cho cái cơn giận của người đó tăng trưởng. Cho nên người đó tức cái người kia thêm nữa, thì cái quả là có thể người đó đi hành hung cái người kia. Nhưng mà nếu người đó vừa khởi cái tâm nóng giận, mình tới mình nói thôi thôi chị ơi, nó còn nít, nó còn trẻ, mình đừng có giận nó làm chi. Ví dụ mình nói những cái gì đó để làm cho cái cơn giận người đó xuống, thì người đó vừa khởi cái nhân nóng giận, mà cái duyên của chúng ta đi tới là cái duyên thiện, thì làm cho cái nhân nóng giận đó không tăng trưởng. Vậy thì cái quả là cái kết quả, là cái kết cuộc của cái nhân. Nhưng mà giữa cái nhân và cái quả nó có cái duyên ở đó. Duyên là những điều kiện mà mình làm cái gì đó để giúp cho cái quả này nó tăng. Ví dụ mình trồng một cái hạt giống xuống đất, nó làm sao tự nó mọc, nó có trái được, mặc dù mình đã gieo xuống đất. Bây giờ mình phải tạo duyên nè, thêm nước, rồi bưng nó ra chỗ nắng, ánh sáng, vân vân, để cho nó đủ duyên, nó thành một cái cây tốt. Đấy, cái hoa này là quả nè, trước khi nó thành hoa nó là cái gì? Nó là nhân. Vậy thì trên đời này á, không có cái gì mà ngoài nhân quả. Thì bây giờ anh có tin hay không tin, đó là chuyện của anh, nhưng anh không sống ngoài nhân quả. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động chúng ta làm thành thói quen, gọi là nghiệp. Ví dụ có nhiều người á, nói chuyện
thành một cái thói quen là chửi thề. Thì cái chửi thề là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Rồi cũng cái người đó họ nói chuyện mà mở miệng ra cái mồ Phật. Mồ Phật, để tôi nói này cho nghe nha. À, mô Phật hôm qua anh đó anh đi, thì cái chữ mô Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Như vậy thì nghiệp là những hành động, những việc làm, những lời nói, nói chung là những cái gì chúng ta làm thường xuyên thành một thói quen gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta không chánh niệm thì có thể tạo nghiệp xấu, còn chúng ta đủ chánh niệm thì tạo nghiệp tốt. Bây giờ người đó không phải Phật, không Phật gì, họ vẫn chi phối bởi nghiệp. Hằng ngày mình sống thành thói quen. Thí dụ bây giờ á, cái người đó làm bác sĩ, người kia cũng làm bác sĩ, hai người này gặp nhau gọi là đồng gì? Đồng nghiệp. Mà bây giờ chỉ cần á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bác sĩ là đi đâu là phải có cái ống nghe khám bệnh, rồi trong giỏ phải có một vài dụng cụ bác sĩ đi. Rồi một hôm đó đó ổng đi trên xe, rồi ổng làm mất nguyên cái vỏ hành nghề của ông. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông mất không? Không. Cái nghiệp bác sĩ đâu có mất. Ổng đi đâu thì cái nghiệp vẫn đi với ổng, cái nghề của ổng mà. Thành thử ra bất quá những cái ống nghe, những cái dụng cụ y tế là trợ duyên để ổng hành nghề, hành nghiệp của ổng cho nó dễ dàng. Nhưng mà lỡ không có cái đó, ổng vẫn hành nghề được, hay là nói cách khác là nghiệp ổng không mất. Bây giờ không có cái ống nghe, ổng có thể bắt mạch, ổng có thể nghe hơi thở người đó, ổng có cách nào đó để ổng trị bệnh cho người ta. Vì cái nghiệp của ông, cái nghề của ông không mất. Tất cả chúng ta sống ở cõi đời này, ai cũng đang mang trong mình một cái nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đang mang nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi. Và nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang mang nghiệp xấu, bởi vì vậy chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái nghiệp xấu đó. Tu là mình chuyển cái nghiệp xấu, chứ có gì đâu. Nói cách khác là tu là thay đổi những cái thói quen xấu của mình. Tôi thói quen tối nào đi ngủ cũng uống một lon bia, đâu có tốt. Chuyển cái nghiệp đó đi. Bây giờ thay vì uống lon bia đi ngủ á, tối nào đi ngủ cũng uống một ly nước ấm. Tại vì máu huyết nó lưu thông, ít có bị stroke, bị tai biến. Cho tối mà đi ngủ uống một ly nước ấm, sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm. Tại vì sau một đêm mình ngủ, cái dạ dày mình uống nước lạnh vô, nó lạnh cái dạ dày, không tốt. Sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm cho nó ấm tì, ấm dạ dày. Mình tập riết cái thành cái thói quen. Có nhiều người nói tôi uống nước lạnh không được. Không có nước nào tốt bằng nước lạnh. Nước lạnh là rẻ tiền nhất, nhưng mà tốt nhất. Còn Coca Cola, thấy không? Uống Coca lâu ngày là bệnh thành Cola, kêu Coca Cola. Nước nào cũng không tốt. Cho nên á, cái gì mình thành, mình đã quen cái đó rồi. Thí dụ mà ăn cơm xong rồi hút thuốc là một cái nghiệp, nhưng mà nghiệp này xấu. Nghiệp này á, là làm cho phổi mình bệnh. Bây giờ phải tập làm sao đó, ăn rồi đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc bình thường. Vì khi mình ăn á, là tất cả bộ phận trong cơ thể mình nó đang tiếp thức ăn, mà nó đưa thức ăn, nó nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể. Một khối thuốc hít vô là nó tán ra trong tất cả mấy bộ phận kia luôn. Còn bình thường không ăn uống gì hết, mình hút thuốc thì nó chỉ hại phổi thôi. Nhưng mà trong khi mình ăn sau bữa ăn rồi thì thức ăn vô trong người rồi là tất cả bộ phận trong cơ thể nó tiếp xúc thức ăn. Nó nuôi, nó lấy từng phần nó về nó nuôi. Mà mình hít một khối thuốc vô là nó tán ra trong tất cả bộ phận khác. Hút thuốc là một thói quen, mà đó là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Vậy thì nghiệp báo, nhân quả không ai do đặt, Phật không có đặt cái chuyện này. Bây giờ mình có tin, Phật nói mình cũng vẫn sống trong nhân quả. Anh không tin, anh cũng sống trong nhân quả.
Nhưng nếu anh tin có nhân quả thì anh sẽ cố gắng tạo nhân tốt để hưởng cái quả tốt. Còn anh không tin, anh cứ làm quả xấu đi, thì trước sau gì, cái nhân xấu đi, thì trước sau cái quả xấu anh phải hưởng. Bây giờ anh có tin Phật mà anh không tin nhân quả, anh vẫn làm điều xấu, dù anh có lại Phật, anh cúng Phật, anh tạo tượng Phật, anh vẫn phải trả nhân quả đó như thường. Chứ không phải anh cúng tượng Phật, anh làm cái gì cho Phật rồi Phật cứu vớt mình, không phải. Chúng ta sống ở đời có những cái nó đang sờ sờ mà chúng ta không thấy, Phật chỉ là cái người thấy cái đó chỉ cho mình, thế thôi. Ví dụ như trong hư không này có bụi, nhưng mà giờ mình thấy không? Không. Nếu có ánh nắng soi vô mình sẽ thấy bụi. Ánh nắng chính là chánh niệm, chính là trí tuệ. Bụi tức là những phiền não, những khổ đau. Nếu có trí tuệ, có ánh sáng thì nó thấy được cái bụi đó. Còn chúng ta không thấy thì chúng ta cứ sống trong bụi. Vậy thì qua cái câu hỏi này, không luận người đó tin Phật không tin Phật, mọi người đều sống bằng cái nghiệp của mình, và mọi người đều chi phối bởi nhân quả nghiệp. Do nghiệp, nhân quả nghiệp nó liên kết với nhau. Và có thể nói là nhân duyên nghiệp quả. Cái nhân nó duyên với nhau, lâu ngày nó thành cái thói quen, nó thành cái nghiệp. Cho nên thí dụ một người nào mà thường giận, thường giận cũng là một loại nghiệp, nghiệp hay giận. Không? Cho nên cái chữ quả báo đó, nó không có hẳn là xấu đâu, đừng có sợ nó. Nhưng mà tại vì xưa nay thấy ai mắc cái gì xấu cái mình nói mắc quả báo, nói riết cái thành cái quen, mình hiểu chữ quả báo có một chiều à. Nhưng mà thật sự chữ quả báo nghĩa là những kết quả mà nó đến với mình thì quả báo này có thể là tốt. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi tu 30 năm rồi, thì sau 30 năm tu thì ít nhất cũng phải thuộc một vài bài kinh, biết được một chút Phật Pháp. Thì bây giờ mình nhìn vô cái ông thầy, mình nói ô, ông thầy này giờ ông có quả báo. Nghĩa là trong sau 30 năm tu tập, ông được cái quả báo là thuộc kinh. Ví dụ vậy, bây giờ đại chúng tối nào cũng tụng kinh đi, tối nào cũng tụng kinh, thành gì? Thành cái nghiệp, nghiệp tốt. Rồi cuối cùng quả báo của cái nghiệp tụng kinh là gì? Hiểu được lời kinh, nhớ được lời kinh, và thậm chí chuyển hóa được những buồn khổ trong mình. Thì cái quả báo của mình là hiện tại là gì? Là chuyển hóa được khổ đau nhờ mình tụng kinh. Tụng để mình hiểu lời Phật, nhớ và hiểu và tu tập, cho nên giờ được cái quả báo tốt. Cho nên quả báo không phải xấu, quả báo không phải chỉ có một chiều là xấu. Nhưng mà tại lâu nay người ta cứ nói cái gì nó thuộc về tiêu cực, làm tôi xài chữ quả báo cái mình hiểu lầm, mình hiểu cái chữ đó có một chiều. Giống như chữ nhân quả vậy đó. Ví dụ mình thấy cái bà đó bây giờ con bà đánh bà, cái mình nói sao? Quả báo đó, nhân quả đó, tại hồi bằng trẻ đó bà đánh má bà. Cái nghe riết cái mình hiểu là quả báo con chiều hay nhân quả con chiều, chứ thật sự ra mình tạo cái nhân tốt thì được cái quả tốt chứ có gì đâu. Nó đâu phải là chỉ có cái xấu không. À, thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa mong đại chúng chúng ta hiểu thêm một chút về nghiệp, về nhân quả hay là về quả báo. Nhân, duyên, nghiệp, quả báo, bốn cái này nó đi với nhau, nó có liên đới với nhau. Và không luận là chúng ta là người Phật không Phật gì, chúng ta đều phải bị chi phối và sống với nó hết. Mình là cái người tạo nghiệp, rồi mình sẽ thừa hưởng cái nghiệp của mình. Kính bạch thầy, con hỏi, một cây cổ thụ sống lâu năm thì liệu có linh hồn trú ngụ không ạ? Lát dẫn Pháp Hòa tới qua hỏi. Nếu có mà mình mua cây gỗ đó về làm nhà hay đồ dùng sinh hoạt thì vong linh đó có theo về nhà mình không? Cái này phải đặt máy camera mới biết. Có thể khuyên vong linh đó quay về tu tập để vãng sanh miền cực lạc không? Mình biết tiếng nói của họ không?
Nếu mình biết thì mình cứ khuyên, còn hỏi thầy biết không, thầy không biết. Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của ta, chúng ta làm gì chúng ta phải xin phép. Nhưng mà thường thường mình nói khơi khơi, người ta đâu có chịu nghe. Cho nên các ông cụ, các cụ tổ mình xưa thường dạy nè, ở chỗ nào là những cây cổ thụ lâu năm, chỗ nào nhà cửa lâu năm, hay là muốn bất cứ làm việc gì, chúng ta lên tiếng xin phép một tiếng. Về cái mặt tâm linh, mình không biết có ai nghe mình không, nhưng mà hiện tượng hiện tại, ai là người an lòng? Mình. Đó là một tâm lý. Ví dụ mình dọn vô cái nhà mới, không biết có ama cỏ nào, thần thánh nào trong đó, mua dĩa trái cây với mình mong hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2019, gia đình con Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Mít xin dọn vô đây để cư trú ở trong nhà này. Con xin có chút ít hương hoa lễ phẩm kính trình các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mặt trong gia đình này, chứng minh và liễu tri gia hộ cho chúng con được ở yên nơi này. Không có ông nào ở cái nó ừa, tao nhận. Nếu như mà ổng ừa một cái mình bán gấp. Khấn là khấn vậy nó, mai là ổng im lặng mình ở luôn. Chứ nếu mà ổng ừ, ổng chứng một cái là bán gấp cái nhà đó thôi, cách nào ở nổi. Nhưng mà cái tâm lý phải không? Tâm lý nói xong rồi, tôi xin phép rồi mà. Cho nên á, người Nhật á, họ để trong mấy cái làng, mấy cái nhà quê, những cái bà ông bà già ta bán, ta trồng rau cỏ, ta bó từng gói, ta để đó, ta bán đồng bó. Ví dụ, ta không cần ai đứng đó coi chừng vậy đó. Anh thành thật, anh mua bó đó 1 đồng, anh bỏ vô 1 đồng. Nếu anh có 2 đồng, anh bỏ 1 đồng, anh tự anh thối về cho anh đồng. Còn anh tham đó là chuyện của anh. Tại vì ở dưới làng quê này, tụi tôi sống chỉ cần vậy thôi đủ rồi. Người thành thật ta không bao giờ ta làm chuyện khác hơn. Thì bây giờ tâm mình cũng thế. Thế tâm mình thành thật là mình đến đâu mình xin phép. Thì ở Việt Nam mình có một vị tổ, bữa đó trong chùa sắp sửa đốn một cái cây cổ thụ. Hòa thượng thấy mấy thầy chuẩn bị xong, hòa thượng hỏi làm chi. Nói dạ bạch hòa thượng, chúng con định cắt cái cây đó bỏ. Hòa thượng nói cho tôi 3 ngày. Hòa thượng ra, hòa thượng đứng, hòa thượng lâm râm, hòa thượng khấn. Và khấn gì? Các côn trùng vi tế nè, các vị, nếu các vị thần nào có nương trú vào đây, 3 ngày nữa cái cây này sẽ được đốn đi. Thì tôi báo cho các vị biết, nếu các vị nghe được lời tôi nói, các vị cần dọn nhà nên dọn gấp, có cần xe tôi cho mượn. Nhưng mình nói vậy để làm chi? Thứ nhất là để răn chúng làm cái gì cũng phải có trước có sau. Cái cây cổ thụ đó nó che mưa che nắng cho mình, nó ở trong đất chùa mình bao nhiêu năm, mình hưởng nó, mình không nói gì hết. Bữa nay muốn chặt là ưng chặt lại đem ra chặt à? Phải báo cho người ta biết chứ. Trên nguyên tắc cái cách sống là phải như vậy. Bạn mình mời tới nhà ăn cơm, mình muốn dẫn thêm một người bạn, mình phải alo, mình hỏi một tiếng. Chị mời tôi mà tôi dẫn thêm người bạn được không? Người ta được mới mời chứ, tự nhiên sắp người ta tới nhà chị, bạn em nè. Tiếng Mỹ nó nói, rồi sao? Này, trước khi thỉnh chuông nha, cầm cái dùi lên. Không phải cầm cái dùi lên dện một tiếng liền à. Người thỉnh chuông, trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông nè. Để làm chi? Báo cho cái chuông biết. Chuyển, tại vì chuông là một loại đồng. Nếu mình thỉnh một tiếng nó tức á, nó bể chuông á, cái này gọi là tức chuông. Cho nên mình phải như vậy nè, để mình chuyển cái độ rung của nó, để cái độ rung này nó chuyển hết cái chuông đi, mình thỉnh một tiếng chỗ này nó không bị tức, bởi vì nó có cái độ rung đều. Đó là Pháp Hòa nói trên phương diện mình biết cách sử dụng chuông đồng. Còn trên phương diện báo chúng, các anh chị thức dậy, tôi sắp sửa dện tiếng chuông nè, người ta đang ngủ rồi, bon, chuyện gì vậy? Cho nên đang ngồi thiền á, nhất là giúp lúc ngồi thiền nghe. Ngồi thiền 100 người mà nhập định nó 90 rồi.
Chỉ còn có 10 người tỉnh nè. Trời ơi, mấy người kia là ta ngủ gà ngủ gật hết rồi. Mà anh dậy anh bỗng tiếng vậy á, người ta tưởng ma, ta la. Chừng đó kêu tẩu quả nhập ma. Cho nên trước khi đang yên tịnh thỉnh chuông, thỉnh là báo cho ta biết sắp tới giờ. Đó, người thỉnh mỏ cũng vậy. Ở trong miền Nam á, cái cách thỉnh mỏ của miền Nam cũng vậy. Trước khi mà thỉnh mỏ là phải lấy cái dùi thả lên cái mỏ. Không, không, thả lên. Khi mình chuyển trống bát nhã nè, khi thỉnh trống bát nhã cũng vậy, cầm cái dùi nhập vô cái chùa, nhập vô cái trống hai cái, rồi bắt đầu mới thỉnh thùng bon, thùng bon, thùng bon, sổ thùng 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 thùng. Cái đó kêu là sổ trống, chưa vô hồi. Sổ trống để mà chuyển trống chuyển chuông trước, rồi bắt đầu mới thỉnh theo hồi. Thùng 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 bát nhã hội, thỉnh theo có bài kệ đàng hoàng. Ta nghe nó có âm thanh, nó có âm điệu, chứ không phải cầm dùi muốn dện như dện. Nó có bài kệ thỉnh trống, nó có bài kệ thỉnh chuông. Chứ bây giờ hỏi là cái vong linh ở trong em không biết, nhưng mà để an lòng chúng ta cứ khấn một câu. Mà cái chuyện nhiều khi tâm linh mình không nói được. Có một cái gia đình đó, ở em Minh Tinh chỗ ở, có một cây rất là lớn phía sau, thì mấy đứa con nó bị dị ứng với cái lá đó. Thì hai vợ chồng muốn đốn cái cây đi. Pháp Hòa nói thôi khoan, để lên khấn cái đã. Lên khấn xong, quý vị biết không, cái ngày mà thợ tới sắp sửa cưa, giông gió lên. Mấy cái anh thợ Tây á, nó đâu biết gì mà nó thấy giông gió là nó sợ, cây to mà. Nó nói bữa nay giông gió quá, nó thợ có sấm sét á, nó không dám làm. Rồi nó đi về. Lần thứ hai cũng y vậy, đang bình thường vậy mà sắp sửa đem cây ra, sấm sét lên, nó không dám làm. Cuối cùng Pháp Hòa phải xuống cúng lần thứ hai. Cúng lần thứ hai, quý vị, cái người mà nó cưa cây á, nó ăn 10.000, mà nó xuống nó cưa mà nó bị hai lần vậy, nó lấy không được, nó cancel. Lần sau cúng đàng hoàng xin phép, chịu rồi đó hen. Quý vị biết không, lợi đốn không có gì trở ngại, mà muốn cái hãng khác nó ăn có 6.000. Ở đây Pháp Hòa không phải nói linh không linh, nhưng mà nói có nhiều cái mình không nói được, không nói được. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn nói một cách căn bản thôi. Mình làm cái gì mình có xin phép, mình có thốt lên cái lời nói đó để nó an lòng mình. Pháp Hòa đi giảng đó, nhiều khi tới chùa đó ngủ, ngủ yên. Rồi Pháp Hòa biết rồi đó, mà trong tâm Hòa chỉ cần khởi thôi, chứ không cần nói ra tiếng nữa. Tôi biết ở đây có quý vị, thôi tối nay tôi chỉ tới đây hoằng pháp, xin quý vị để yên cho tôi ngủ, là yên. Còn không là ngủ không được. Học các vị không có quậy phá gì mình, nhưng mà báo cho anh biết tôi đang ở đây. Cảm ơn thầy rất nhiều về buổi pháp thoại quý báu. Bạn con hôm nay có nhờ con hỏi thầy về lợi ích thù thắng của cúng giường trai tăng. Cúng giường dê đê, còn viết kiểu này là cái giường để ngủ á. Chữ giường đang viết trong này là cái giường ngủ á. Thầy đi xa thì chẳng cần giường. Trước hết là mình nói chữ cúng dường để cho đại chúng hiểu, rồi mình mai mốt mình viết không trật. Tại sao kêu là cúng dường? Chữ cúng là nó phát xuất từ chữ cung. Chữ dường á, dê đê á, nó phát xuất từ chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Mà mình nói trại bây giờ là cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi. Ví dụ mình đem gạo lên mình cúng là cung cấp bao gạo để dưỡng nuôi quý thầy, cung cấp một số tịnh tìa tịnh tài để dưỡng nuôi ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí. Vậy thì cúng dường nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Đó, chữ cúng dường ha. Giờ trai tăng. Trai là bữa cơm trai.
Đúng ra chúng ta gọi là ăn chay chứ không có ăn chay. Ăn chay là mình nói trật chữ, nói trại chữ. Còn cái nghĩa đúng của chữ là trai, T-A-R. Trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mà nó ngộ cái ăn chay, nhưng mà hãy qua tới chữ kia là trai tăng, trai đường, trai phạn. Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai tăng nghĩa là hôm nay mình thiết một bữa cơm để cúng dường chư tăng, gọi là trai tăng. Bây giờ trai tăng nó có hai cách, mình cúng cơm không cũng là trai tăng, rồi muốn uống thêm thắt là trà, là bánh, là vải, là cái gì mình muốn tặng thêm đó là tùy mình. Nhưng mà căn bản trai tăng là bữa cơm thôi, chứ không có gì hết. Thời Phật các cư sĩ thỉnh chư Phật về, thỉnh Phật, thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm là trai tăng rồi đó. Ngày nay á, trong chùa mình ít có tổ chức cái đó, trừ những gia đình có chuyện, thí dụ như đám tang, đám cưới gì đó ta cúng thì thấy nó long trọng á, thì mình thấy bữa trai tăng nó có cái gì nó đặc biệt. Chứ thật sự ra thời Phật trai tăng chuyện bình thường, có nhiều khi một tháng Phật trai tăng 30 ngày nữa, tại vì mỗi ngày có người thỉnh về nhà dùng cơm là trai tăng à. Cho nên quý vị đừng có sợ là phải làm trai tăng một cách thịnh soạn, không. Bữa nay mình nghỉ ở nhà nè, mình làm bữa cơm để mình cúng dường cho quý thầy cũng là trai tăng đó. Nhưng mà trai tăng đơn giản, không có bài bản để mình thưa gửi vậy thôi. Nhưng còn mình tắt bạch, mình nói mình ở đâu, mình có chuyện gì đó là mình thưa gửi để nhờ năng lực chư tăng chú nguyện. Chứ còn thật sự bữa cơm trưa mình cúng dường cho quý thầy là trai tăng rồi đó. Thấy không? Thì hỏi trai tăng sự công đức thù thắng lợi ích. Trong những cái pháp cúng dường á, tác phạn trai tăng là tạo cái bữa cơm để cúng dường. Tại sao? Bởi vì con người sống ai cũng cần ăn, nhưng mà có những người ta ăn xong rồi lợi ích của người ta cũng bình thường, không có gì hết. Ví dụ tên ăn trộm, một cái người làm việc xấu đi, họ cũng ăn bữa họ sống, nhưng mà cái đời sống của họ chỉ làm khổ người khác. Còn có những người sống lợi ích cho người, mình giúp cho người ta bữa cơm, người ta no, người ta làm được nhiều việc. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi thấy quý thầy đi học, ít nhiều mình cúng dường. Để chi? Để quý thầy có phương tiện đi học. Hay là thấy quý thầy đang làm việc gì mình thấy có lợi thì mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho các thầy làm việc. Cái đó đều là cúng dường, đều là công đức hết, tùy theo cái nhu cầu. Nhưng mà căn bản nhất của con người mỗi ngày là gì? Là cơm ăn. Cho nên á, tại sao Ngài Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh theo bộ phim Tây Du Ký đó, đi tới Tây Phương rồi gặp Phật Tổ rồi xin thỉnh chân kinh, thì Ngài Ca Diếp hỏi có gì để đổi không? Nhớ cái khúc đó không? Rồi cái vị đó mới không có gì đổi, cái đưa kinh không có chữ. Khi trở về đổi lại thì mới lấy cái bình bát á đổi. Tại sao không lấy cái khác mà lấy bình bát? Bởi vì bình bát là một vật để đựng thức ăn mỗi ngày, nuôi mạng sống. Tôi cho anh lời kinh để anh nuôi tâm linh, thì anh đổi chát lại với tôi bằng một chén cơm nuôi thân. Không thể chỉ một mặt anh có kinh sách mà anh không sống nổi, tụng với ai, nghiên cứu cái gì. Cho nên cái người tu ta không cung phụng xác thân, nhưng không có khinh xuất nó, mà chúng ta dưỡng nuôi cái thân đủ sức khỏe để chúng ta tu tập, để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Trong kinh Pháp Cú nói, ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Lấy một cái hoa 1, 2, 3, 4 kết lại thành một tràng hoa. Con người này cũng thế, nơi cái thân sanh tử của con người này nếu biết làm được rất nhiều thiện sự. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có ngày cũng sẽ chết, nhưng mà từ khi Pháp Hòa biết chia sẻ với đại chúng tới giờ là từ năm 97, 98 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 mấy năm nay ròng rã nói mỗi cuối tuần, bây giờ nói lấn luôn ngày thường.
Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ nếu một ngày nào đó mà có chết đi thì Hòa thấy rằng mình sống không có phí nữa. Vì cuộc đời của mình mỗi ngày, mỗi tuần mình đã làm được gì cho Phật Pháp. Thấy không? Những ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Xin chúc đại chúng được an lạc. Và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ bắt đầu tụng kinh ở đây từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Nếu quý vị nào có thời gian ngày 29 tây thứ bảy tuần sau, mời đại chúng về chùa tụng kinh. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.